lời khuyên nào dành cho bạn khi người ấy từ bỏ bạn ra đi? Khi một người ra đi, chúng ta không chỉ mất một ngôi nhà, mất đi một người mà ta hết lòng yêu thương, một mái ấm, và đặc biệt mất đi niềm tin và bao kỳ vọng. Mình biết là các bạn sẽ đau buồn, mà nó khiến cho bạn sơ sát và hoang tàn nữa. Nhưng qua trải bài này, mình sẽ kết nối với thông điệp của vũ trụ và muốn biết được là vũ trụ muốn gửi cho bạn những thông điệp nào. Và sau đây, chúng ta sẽ xem các bạn có những lá bài nào ha. Đầu tiên, các bạn sẽ có con vật đại diện. Kế tiếp là lời khuyên của Oso. Và các bạn có hai lá bài, năm kiếm và lá bài sức mạnh. Lá bài đầu tiên đại diện cho chuyện gì đã xảy ra với các bạn. Ở đây chúng ta có lá bài năm kiếm. Thật ra, khi chúng ta tham gia và mối quan hệ cam kết lập gia đình với một ai đó, thì giống như mình chơi một cái ván bài vậy các bạn. Mình sẽ đặt cược tất cả vào một ván bài, thua hay thắng là điều chúng ta không thể biết được. Lá bài năm kiếm này nó đại diện cho một vấn đề, một mối quan hệ mà có sự lừa dối, không chung thủy, và nó cũng đại diện cho biểu thị của sự ly hôn, ly thân, hoặc đại diện cho sự bỏ đi, sự thất bại trong tình cảm mà các bạn đang gặp phải. Và người bị người khác từ bỏ đang có hành vi tự lừa dối bản thân mình hoặc tự hủy hoại bản thân bởi những cái đau khổ và tổn thương các bạn gặp phải. Đây là một lá bài rất xấu cho mối quan hệ của các bạn. Có thể bạn đã trải qua một thất bại, một cái trận chiến nơi mà bạn bị thua cuộc, bị tổn thương rất là nhiều. Bởi vì cuộc sống này không phải lúc nào cũng công bằng. Sẽ có những hoàn cảnh nó diễn ra rất bất lợi cho các bạn. Những mất mát bất ngờ có thể rút cạn năng lượng của chúng ta rất là lâu, chúng ta không hề hay biết. Bởi chính nỗi sợ thất bại, nỗi sợ bị bỏ rơi là nguyên nhân khiến cho các bạn bị kiệt sức. Giữa bạn và đối tác của bạn đã xảy ra những cái xung đột rất là nhiều, khiến cho mối quan hệ của các bạn trở nên rất là lung lay. Một người cáu kỉnh, một người sẵn sàng xung đột bất cứ khi nào, một người thì với tâm lý nạn nhân, coi mình là đau khổ trong mối tình này. Nó khiến cho một cái mối quan hệ thực sự là căng thẳng, đe dọa rất là nhiều. Cho dù bạn hay người khác nếu có những cái năng lượng như vậy á, thì mong là các bạn đừng có để cho khả năng hiểu lầm, thiếu giao tiếp, đàm phán để cho khiến cho mối quan hệ các bạn càng ngày càng bị lung lay. Đây chính là cái bản ngã. Bản ngã coi mình là nạn nhân, hoặc bản ngã coi mình là trên hết, đẩy bạn và người yêu của bạn ra xa, chứ không vì một lý do gì hết. Cái đam mê nó mất đi, do đó người ta sẽ tìm tới những cái đam mê khác, nơi mà cho họ sự vui vẻ, nơi mà họ cho sự bao dung và yêu thương. Không ai muốn ở cạnh một người lúc nào cũng cáu kỉnh, ghen tuông, lúc nào cũng có thể xung đột diễn ra hàng ngày như vậy hết đó các bạn. Và nếu như những ai mà đã trải qua những cái trải nghiệm lạc lõng vô cùng như vậy á, thì thông điệp của lá bài cũng mong là các bạn hãy đặt mọi thứ qua góc nhìn khác. Nhớ rằng một câu chuyện buồn không có nghĩa là bạn phải người buồn trong đó. Thắng hay là thua là một phần trải nghiệm của chúng ta. Nó chính là cái chìa khóa để cho mình phát triển bản thân của mình. Đôi khi mình phải đối mặt với những cái thiếu sót của chính mình. Mình tăng cường ý thức của mình nhiều hơn, nâng cấp kỹ năng của mình, xây dựng cho mình những cái trải nghiệm này, lấy những cái bài học đó để chúng ta đặt niềm tin sống vào những cái mối tình khác. Chúng ta phải biết là mình phải tìm chính cái lối đi cho mình. Bởi vì trong bóng tối chúng ta sẽ học được rằng chiến thắng không phải là tất cả. Khao khát chiến thắng, khao khát có được người đó, nó sẽ ám ảnh cho các bạn, khiến cho các bạn sẽ không từ bỏ một cái thủ đoạn nào để cảm thấy mình không bị bỏ rơi, mình có thể chiến thắng. Nhưng đây là cái điều khiến cho bạn xây dựng trên một cái nền tảng không đúng. Bạn có thể là mình lùi lại một bước để nhìn thấy là những cái tổn thương này, những cái đau khổ này chính là cái sự không biết bản thân mình muốn gì, không biết cái sự học tập yêu thương
khiến cho trò chơi tình ái này một cái năng lượng tiêu cực, làm cho bạn và người yêu của bạn thất vọng rất là nhiều. Các bạn hãy tự hỏi với chính mình rằng, nếu như bạn bị ai đó làm cho mình tổn thương, thì cái bài học nào sẽ giúp cho bạn trở nên mạnh mẽ? Và bạn đã sử dụng cái mất mát đau thương này làm cái gì để cho bạn có thể tiến bước tới? Bởi vì trong nghịch cảnh, nếu như các bạn không có sự bền bỉ mà đón nhận nó, thì lúc nào bạn cũng sẽ khá khó khăn và đau khổ hết đó các bạn ơi. Lá bài này cũng thể hiện bạn đang có thể bị lạm dụng một vấn đề gì đó. Cái mối nguy hiểm mà các bạn đang gặp phải, thì mình mong là các bạn phải tìm đến sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè hoặc các tổ chức có thể giúp bạn có sức mạnh để bước ra khỏi cái sự kìm hãm lạm dụng này. Bởi vì không ai thật sự yêu bạn mà đối xử với bạn như vậy hết đó. Đừng có sợ hãi. Đừng có sợ hãi bị bắt nạt, bị đe dọa, bạo lực hay hành hung nha các bạn. Đây là cái cơ hội các bạn phải thoát ra để gặp một cái ánh sáng mới giúp cho các bạn thoát khỏi cái khả năng nguy hiểm này. Trải bài cho các bạn mà mình nổi da gà luôn. Mình không có nghĩ là cái thông điệp vũ trụ gửi cho các bạn nó đúng tới từng lá bài luôn. Kế tiếp là lá bài sức mạnh. Một lá bài đại diện cho cái nỗ lực bên trong các bạn. Mình trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong cái trải bài này rất là nhiều. Hình ảnh trên lá bài các bạn có thể thấy là con sư tử đứng cạnh người phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ không có sợ gì hết. Bởi vì chính cô ấy bình tĩnh, tự chủ. Cái đề này tiêu biểu cho việc kiểm soát và kỷ luật đối đầu với cái việc bạn đang gặp phải. Đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn lớn đối với cuộc đời. Và các bạn có biết cái nguồn năng lượng này đến từ đâu không? Nguồn năng lượng này đến từ sự điềm tĩnh và dịu dàng, thanh thản và thoải mái của bạn. Bởi vì bạn cần phải làm một cái vẻ ngoài thật sự mềm mại, thì bạn mới có thật sự lòng can đảm kiên định để giúp cho bạn tìm tới một cái nơi bình yên sâu sắc nhất ngay thời điểm này. Bởi vì khi mà bạn thấu hiểu được nội tâm của mình, biết mình cần gì và muốn gì, tìm sự cái điềm tĩnh bên trong mình, thì khi bạn đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ biết cách để mình không bị tổn thương thêm lần nữa. Đây là một sự can đảm, thầm lặng và khiêm tốn mà bạn cần phải có được. Hãy chạm nhẹ nhàng vào trong trái tim của mình, trao quyền cho mình kiểm soát cuộc đời của mình, chứ không phải để cho thế giới xung quanh, những người khác làm cho bạn đau khổ. Chú sư tử và con cù non sẽ nằm cuốn cùng nhau khi mà bạn biết tìm thấy sức mạnh chính bản thân mình, tỏ sáng một cách đẹp đẽ nhất khi đối mặt với nghịch cảnh và nỗi sợ hãi. Cũng mong là các bạn khi đối mặt với những khó khăn lúc này của mình, thay vì mong muốn giải quyết những xung đột, những cái tổn thương đó một cách đơn giản, mình hãy làm cho một việc nhẹ nhàng nhất cho các bạn. Hãy cố gắng hít thở thật sâu, mang lại cảm giác bình yên sâu sắc cho chính mình. Lúc này là mình cần sự thanh thản. Bởi vì khi mà trái tim bạn điềm tĩnh rồi đó, thì bạn sẽ có sức mạnh rất là to lớn. Cái thần thái bạn dịu dàng sẽ giúp cho các bạn không có bị nhầm lẫn với sự yếu đuối và tổn thương. Đây là lúc các bạn phải tự tin với chính mình. Điềm tĩnh đen chi? Để chúng ta có thể hướng tới những điều mình mong muốn mà không cần sử dụng tới vũ lực hay hung hăng quá mức. Các bạn hãy đi như nước, di chuyển xung quanh bất cả cái gì bạn gặp phải. Hãy lấy sự dịu dàng của mình ra. Hãy cùng sự linh hoạt có thể, bạn sẽ kiểm soát được tất cả những thứ cứng ngắc trong tại thời điểm này. Điệp của lá bài cũng nói rằng, khi bạn gặp bất cứ cái gì trên cuộc đời này, đừng bao giờ bạn hãy sử dụng cái gì mà cứng rắn để các bạn giải quyết nó hết. Đến lúc chúng ta phải khéo léo, uyển chuyển. Nếu bạn đang ôm những nỗi sợ hãi hoặc nghi ngờ, hãy dục bỏ nó đi các bạn. Đây là lúc mà chúng ta có được ân sủng của vũ trụ để cho mình tiến tới những điều tốt đẹp hơn. Và mình xin kết thúc cái trải bài này ở đây với một câu nói rất là hay. Cuộc đời này rất là ngắn ngủi các bạn. Nếu như mà các bạn không sống chính bản thân của mình thì không ai sống hết. Cái điều tiếc nhất là mình không thành thật đối với chính mình. Nếu như chúng ta không sống thật với chúng ta mà chúng ta sống trong tổn thương đau khổ như vậy, thì các bạn đã thật sự không có trách nhiệm đối với bản thân và cái người bạn đang nuôi nấng hoặc là gia đình của các bạn.
Hôn nhân là hai người tự nguyện gắn bó với nhau, ràng buộc bởi sự tha thiết. Khi người ta không còn tha thiết và ràng buộc ở với bạn nữa rồi, thì hãy cho họ cái sự giải thoát đi bạn. Giải thoát cho mình và giải thoát cho người. Chúng ta không thể ăn một cái bánh hoặc uống một cốc nước, và chúng ta không thể sống với một thứ tình bị san sẻ. Tình yêu không hiện hữu đến như vậy. Nó yêu cầu sự tròn đầy và viên mãn. Nếu người ta không cho bạn một cái sự tròn đầy như vậy, hãy để cho người ta ra đi. Hãy để cho cái người khác được hưởng hạnh phúc mà bạn đã từng được hưởng. Bởi vì bạn xứng đáng với một hạnh phúc đầy đặn hơn. Khi con người người ta tham lam, tham lam nó dẫn đến sự hèn mọn. Họ sẽ giấu giếm các bạn để tiến tới người khác. Bây giờ mình đừng có biến cái người yêu mình trở thành kẻ hèn mọn các bạn. Hãy để cho người đó được lựa chọn và khuyến khích cái người đó sống thật với tình cảm của mình đi. Cho dù điều đó có khiến bạn đau khổ, nhưng cái đau khổ nào rồi cũng sẽ qua. Hãy để nó kết thúc và trôi đi, còn hơn là cứ tù động và xa lầy trong cái đau khổ này. Và trải bài kế tiếp sẽ là trải bài thông điệp của Osho và Linh Phật, sẽ đại diện cho năng lượng của trải bài này. Và các bạn đón xem sao ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niệm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.